to lớn nhất của anh em mới đi ô tô đó là cái áp suất lốp đúng không anh em? Anh em không biết được lốp nào non hay là lốp nào căng, đi như thế nào cho nó hợp lý. Thì đây là cái giải pháp cho anh em này. Anh em phải nhìn trên màn hình em thấy toàn cảnh luôn, và khi mà có cái áp suất lốp bên nào non, lốp bên nào căng quá hoặc là nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, ở trên này nó sẽ cảnh báo cho anh em luôn, và nó báo đỏ và nó đọc giọng nói cho anh em là lốp trái, lốp phải hay là đằng sau, đằng trước như nào, nó đọc hết cho anh em. Rất là tiện lợi. Và cái này thì anh em sẽ có tích hợp luôn lên màn Android nha anh em nhé. Và anh em có đầy đủ những cái tính năng giải trí nghe nhạc, có bản đồ cảnh báo tốc độ cho anh em. Và anh em sử dụng những cái phím rảnh tay này khi mà lái xe rất là đơn giản này. Đi đến sân bay Nội Bài bằng S2. Đi đến sân bay Nội Bài bằng S2. Anh em thấy không? Ngay lập tức thì nó sẽ mở ngay cái bản đồ ứng dụng S2 và tạo cái lộ trình theo cái địa chỉ mà anh em cần tới nhé. Rất nhanh và gọn đúng không ạ? Anh em muốn nghe nhạc giải trí đúng không? Mở video nhạc trẻ remix hot TikTok. Ở trên ứng dụng thì anh em có thể có đầy đủ tất cả những cái bài hát mà mới nhất, hit hot nhất hiện nay đúng không? Nghe nhạc giải trí. Ngoài ra thì anh em có một thêm cái tính năng như này nữa đây. Đặc biệt là anh em lái mới rất thích này. Mở camera 360. Anh em thấy toàn cảnh như này chưa? Rất là sắc nét này. Cam trái này, cam bên phải này. Như thế này thì anh em có bị lo là mình sẽ bị va quệt không ạ? Muốn đỗ xe vào nơi đỗ thì quá là đơn giản đúng không ạ? Đây, lùi xe, quan sát toàn cảnh khung hình phía sau. Nét như thế này anh em có thể thấy là cả toàn bộ cái cản xe phía sau như này, làm gì có điểm mù nữa đâu đúng không anh em? Bên này này. Đấy, đây là hình ảnh mô phỏng này. Đây là cái cửa này em đang mở nha anh em nhé. Thì toàn bộ cái khung cảnh này anh em sẽ quan sát được hết là có chướng ngại vật ở bên nào hay không, hay là vào khuất tầm nhìn. Bởi vì bình thường khi mà mình nhìn ở trên cái gương chiếu hậu này thì anh em sẽ không quan sát được hết, vì nó sẽ có cái điểm mù đúng không ạ? Anh em nào mà xe của mình chưa có những cái trang bị xịn sò thông minh như thế này thì anh em hãy qua Akala để tham khảo và trải nghiệm anh em nhé.